thật sự là không thể ngủ được, tại vì nhận hai cái đơn hàng từ chiều mà chưa có unbox. Nhưng mình đã đấu tranh tư tưởng là có unbox hay không, hay là chờ thằng em nó ngày mai ngày kia nó ghé nó quay cho mình cái clip rồi mình mới unbox nó. Nhưng mà bây giờ chịu không nổi rồi, bây giờ mình phải khui nó thôi. Ok, let's go. Yeah. À, Fuyo, heo hồng, fiber, hay thì hai con grooming tonic. Nó có một cái mùi mở ra, mùi rất là thơm. Cái này do người ta đăng ký giao hàng dễ vỡ cho nên là người ta phải rất là cẩn thận. Dễ bảo. Đến từ Mỹ, Suvisito. Very nice. Những cái con pomade này á, từ Hà Lan và từ Mỹ á, thì mình đã coi review nó rồi. Và con màu hồng này thì mình đã xài rồi này. Con fiber này mình cũng đã từng xài rồi. Nhưng mà con Suvisito oil base này thì mình chỉ mới được coi review thôi. Và bây giờ mình sẽ mở để mình xem thử coi là cái mùi của nó như thế nào, tại vì mình coi review á là người ta nói cái mùi này của nó rất là thơm, rất là đặc biệt luôn, cho nên là ngửi bên ngoài thôi nha là đã thấy rất là thơm rồi. Ok, con này độ bóng của nó sẽ cao, con này của nó là 85g. Lần tới làm một số cái video mà đưa những cái sản phẩm này lên trên tóc á, thì nó có cái sự khác biệt gì với nhau thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em ở cái video lần tới nha. Ok, cái video này là vì chịu không nổi cho nên là phải chịu đêm phải mở ra để coi. Ok.